thôi. Lộn nhộn. Phải tính là một tuần nhé, tính hai tuần. Tối thì mình đang ngồi có mặt cho anh nha. Thôi nha. Tối thì mình đang ngồi có mặt cho anh. Mày bom thử sao? Mày giết luôn. Chứ nói chứ chắc gì mấy ông nó đi trốn rồi. Thế bây giờ cái chuyện mà em không đi thì em bấm công à? Ừ. Chứ ai bảo mày bấm có? Ai bảo mày bấm có? Không, anh có bắt mày bấm có không? Ví dụ như mà em không đi được ngay thì bây giờ em bấm luôn đấy vẫn được cái gì? Anh còn được. Trước chốt trước mấy tiếng rồi. Chốt trước mấy tiếng thì không có đâu. Ăn cơm không? Đặt cơm đi. Có tiền đâu mà nó đến, nó chỉ còn đến, nó quay video mọi người là nó trả lương mà, từ trả lương cho thì nó. Nhưng qua bảo anh ấy, Độ cho em xin quay video tí. Sao này nó mê chưa? Mục tiêu nó đã đổ công ty. Mày chưa đam mê chưa? Tính tiền đấy. Bây giờ mình hỏi bố làm đại gia ở dưới Bắc Ninh mà. Chết voi luôn. Ừ. Mình chết luôn voi. Ghê. Cái chết cả ngày rồi hả? Hơi voi đấy. Tôi đi làm marketing rồi.